Chào mừng 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2022. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sản xuất bản tin 10 phút phát sóng vào 18 giờ 30 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 năm 2022. Cách làm mới mẻ, cập nhật các thông tin nóng, nhanh, lạ, hấp dẫn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cùng các tin tức trong nước và quốc tế. Đặc biệt là những tin tức liên quan thiết thực đến đời sống của người dân, các vụ thiên tai, tình hình tai nạn giao thông, vụ án hình sự sẽ được truyền tải nhanh và sớm nhất đến khán giả thông qua bản tin 10 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Đối với bản tin 10 phút được phát sóng số đầu tiên vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6, khán giả được tiếp cận với những cách làm hay, mô hình mới của người Hưng Yên và trên toàn quốc. Bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày cập nhật nhanh, đa dạng về thông tin, chính xác và hấp dẫn.